Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì con mẹ siêu rồi cô chú chị, mẹ siêu cọp thì hiện tại đang giữ con cái ba bê. Em nói con cái ba bê thì hết biết con cái luôn cô chú chị, con mẹ đẻ con rất tốt luôn. Đó thì con mẹ này thì hiện tại đang giữ con cái này thì lứa thứ ba nè. Đó con thì 6 tháng. Đó con thì được 6 tháng tuổi cô chú chị, nhưng mà con thì em nói nó con nó dạng như mình là mình nóng ha, nhưng mà con cái dạng ngang hết biết luôn cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con cứ liên hệ số điện thoại để cùng hình. Con mẹ này thì đôi răng khé nó mới rớt lên chưa bằng luôn cô chú chị. Đó đôi răng khé mới rớt lên chưa bằng luôn ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con cứ liên hệ số điện thoại để cùng hình. Đó thì bộ mẹ con này thì chủ nhà bán với giá là 30 triệu. Đó 30 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 2-3 số. Nói chung thì con mẹ này tại chủ nhà bán thì nên ảnh không có bơm tin luôn cô chú chị. Đó còn ai muốn mua lẻ thì mình mấy có thấy con mẹ đã con mát sữa, thì bà con nào muốn mua lẻ thì mua con mẹ bên em bán luôn ha. Đó nếu mua con mẹ không thì giá là 15 triệu. Đó 15 triệu là bao ship, nhưng con mẹ này thì nói chung thì bao nghiêm chỉnh luôn cô chú chị. Đó bao lồi lú cho cô chú chị mình trong vòng 3 tháng luôn. Con mẹ này hình như là nó là có lên giống hình như là 2 nước rồi. Đó lên 2 nước mà ảnh không có bơm tin cô chú chị. Nói chung thì người ta bán thì nên người ta không muốn bơm tin ha. Con mẹ thì chiều cao là 1m3 bò. Đó 1m3 bò dưới phía xa sân khu ha. Đó còn con thì 1m18 bò. Đó mẹ thì nói chung sừng da sừng quịch của chú chị. Đó còn muốn mua lẻ thì con mẹ thì 15 triệu. Đó còn con thì 15 triệu luôn. Con nó giờ tâm nó nằm khoảng tầm 3 mấy kg đề. Đó em nói con nó thì hết biết con luôn của chú chị. Con giữ dằn con luôn. Đó con nó thì nói chung thì em quan sát thì con nó mình vẫn để làm giống sinh sản luôn được ha. Nó F2 nhưng mà đầu trụi. Đó lông nhuyễn quà to, chân móng thì chân móng so. Đây con mẹ nè. Thì con mẹ này em quan sát thì sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh của chú chị, nhưng mà được con cái thì nó đẻ con tốt dữ lắm. Đó. Hồi em mang cái bù vú nè, hết biết cái bù vú không? Đúng nè. Đó chân móng nè. Đó thì nếu mà bà con mình đó muốn mua lẻ thì bên em cũng bán trẻ luôn ha, nhưng mà con bò mẹ thì bao nghiêm chỉnh luôn, bao đó, bao lú hí cho bà con mình trong vòng 3 tháng luôn. Nếu như có lú hí được cặp bên em thâu bò về. Đó hoàn bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Em nói con mẹ nó đẻ con rất mất tốt luôn cô chú chị. Đó bù vú nè, vú thì 4 vú. Đó vú thì 4 vú con nè. Em nói con này là sao mình để làm giống sinh sản luôn. Đó con nè. Con thì chiều cao là 1m18 bò, 18-19 bò. Đó rúng nè. Em nói con nó thì kiểu mẫu thì khỏi nấu luôn, vàng xương sóc đít cái ngang của con em nó dữ dằn lắm cô chú chị. Đây con nó tốt khỏi nấu luôn. Đó bà con có cái dạng dài của con nè. Đó. Coi con cái dạng dài của nó nè. Đây, đít nè. Đó, qua nè. Đó em nói dòng này hai mà hết biết cái qua không? Con nó em nói cái qua gì? Hết biết luôn cô chú chị. Đó con nó thì em quan sát này, mặt mày nè, sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh luôn. Đó sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh luôn, rúng yếm khỏi nói qua to. Con thì dặn bông xương sóc nè. Đó con xương sóc nè cô chú chị. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại nó thông hình. Đó thì nói chung thì những con bò mà đẻ con mát sữa. Đó thì nói chung thì mình để làm giống sinh sản nó không chê luôn cô chú chị. Đây, con nó mát sữa cái lưng của nó nè. Em nói cái lưng nó nằm lên được luôn cô chú chị, cái dàn dai của nó nè. Đó lưng nè. Đó hay còn ai muốn mua lẻ thì con thì 15 triệu luôn. Đó con mẹ 15, con 15 ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con cứ liên hệ số điện thoại để cùng hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì bộ mẹ con này giá là 30 triệu. Đó 30 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 2-3 số. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để cùng hình. Đó em nói cái dòng siêu nói chung thì nó đẻ con rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó em nói cái dòng siêu đẻ con rất mát sữa luôn. Đó con mẹ qua. Đây cái bù vú hết biết cái bù vú luôn. Đó chân móng thì hoàn thiện ha. Mẹ con chân móng hoàn thiện. Đó không ổn xe là xuống rúng ruột chi. Đó thì nói chung thì con mẹ này bán giá 15 triệu là cũng như giá thịt luôn cô chú chị.
Đó, mẹ giờ nằm cũng cả 80 kg rồi ha. Đó, mẹ giờ nằm cũng cả 80 kg rồi, nhưng mà được con cái thì nói chung thì những con mẹ tốt để con mát sữa như này. Đem làm thịt thì nói chung thì nó ổn lắm cô chú chị. Đó, nếu bà con nào mình yếu vốn thì nếu chung mình bắt mẹ về để mình làm giống sinh sản luôn. Đó, còn con nè. Đây, con em nó cái dạng dai rất khỏi nói luôn. Đó, ai còn ai muốn mua con không thì con giá là 15 triệu. Đó, còn con mẹ thì giá cũng 15 triệu ha, còn mẹ con giá là 30 triệu. Đó, 30 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà luôn. Mẹ vú thì 4 vú, vú thì to, rúng yếm thì đầy đủ nè cô chú chị. Đó, mẹ nó dòng siêu cọp ha. Chúng ta cấp mình em nói con cái ngang hết biết luôn. Con này sao nói chung thiệt. Con này sao lên tầng nhất luôn cô chú chị, cái hoa này, hết biết cái hoa không? Đó, cái lưng nè, cái dai nè. Đó. Đây hàng dai của nó nè, cái lưng nè. Đó bà con mình coi đi. Con bán cái giá như giá B luôn cô chú chị. Đó, mẹ thì như giá thịt con như giá B luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, thiệt ưng mình nó mua ha. Thì nói chung thì mình bà con mình muốn mua bò về để làm giống sinh sản thì mình lựa những con mẹ để con mát sữa vậy nè cô chú chị. Đó, con này làm con cái với nào con đực cái là hết biết luôn. Đó, con cái thì con nó lớn quá, nó bú mẹ nó bú mẹ nó quá lớn nên con mẹ nó chung thì anh chủ nhà cũng nóng ruột nên cũng chưa có cột nữa, nó cũng như mới khớp lại cô chú chị. Đó thì nói chung thì người ta bán thì người ta cũng không có bơm tin nữa. Mẹ thì nói chung thì bao nghiêm chỉnh luôn. Đó, con mẹ thì bao nghiêm chỉnh luôn, bò nghiêm chỉnh đàng hoàng. Đó thì hình ảnh về giá cả của bụng mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bụng mấy con liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, mẹ con giá là 30 triệu. Đó, 30 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dùng 200 số ha. Còn ai muốn mua lẻ thì con thì giá là 15 triệu, còn con mẹ giá cũng là 15 triệu. Rồi thì bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.